Erica. Anh đưa cho em đôi đũa coi. Nè, cái đây nè, cà tím nè. Cà tím nướng rồi xong rồi dầm với nước mắm. Ôi giờ tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon chưa? Cà tím ăn với nước mắm nè, cá chiên nè ăn với cà tím nước mắm. Cá chiên. Really good. No. You know what? Thịt ngon quá. Ngon nhất là cái dầu á. Nhưng mà cà tím nướng ngon ha anh hả? Tím mắm cá ăn hai nồi cơm luôn. ngon quá. Muốn giấy rồi. Thịt cá ngon tươi. Đúng rồi, ăn cà càng ngon. Em không ăn cái chỗ đó đâu. Thịt này á, chỗ này nó ngon lắm. Nó giống như là nó béo béo. Không mấy cơm vô. Miếng cơm, miếng cà vô. You know what you forgot? Ớt. Quên ớt. Em thấy anh ăn hay cắn chứ ớt á. Cay quá. Cay quá. Wow. Really good. Yummy. Cà của chị Năm cho. Của bác Năm cho. Nhưng mà chị ngon chứ đâu ăn cà bác không làm đâu. Hôm qua bác Năm cho kêu lấy hết đi mà em đâu lấy, em lấy hai trái. Wow. Cá này nó tươi quá anh ha. Nóng. Nóng. Anh Mỹ á.
ăn bò Mỹ ớn rồi. Bây giờ mua cá về chiên ăn. Ăn luôn cà. Con vợ làm sao? Qua phim mà múa tay múa chân mà không biết vợ mình muốn cái gì luôn. Ăn ngon quá được rồi. Nói gì?